Một thông tin thú vị dành cho những ai yêu thích xe điện mini, thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần ô tô TMT đã chính thức ra mắt và tổ chức lái thử mẫu xe Wuling Hongguang Mini EV. Được xem là mẫu xe điện tiên phong khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam, với 4 phiên bản và giá bán chỉ từ 239 triệu đồng. Đồng thời nhận đặt cọc từ ngày 29 tháng 6 năm 2023. Xe được sản xuất lắp ráp tại nhà máy của TMT Motors tại tỉnh Hưng Yên. Wuling Hongguang Mini EV được giới thiệu và bán tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn LV1 và nâng cao LV2, đi cùng trang bị pin dung lượng 9,6 kWh hoặc 13,4 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa lần lượt là 120 km và 170 km. Xe được trang bị pin LFP tiên tiến do hãng Gotion cung cấp, đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước ở mức cao nhất IP68. Bộ sạc kèm theo xe có công suất sạc 1,5 kW, giúp xe sạc pin dễ dàng như sạc điện thoại tại các nguồn điện dân dụng 220 V và an toàn cho người sử dụng. Thời gian sạc đầy pin từ 6,5 đến 9 tiếng tùy dung lượng pin và đặc biệt mức chi phí sạc điện chỉ bằng khoảng 70% so với chi phí đổ xăng xe máy phổ thông. Tất cả các phiên bản của Wuling Hongguang Mini EV sử dụng một động cơ điện dẫn động cầu sau cho công suất tối đa 26,82 mã lực. Mô men xoắn cực đại 85 Nm, tốc độ tối đa của xe là 100 km/h, phù hợp cho di chuyển trong đô thị. Wuling Hongguang Mini EV sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài 2920 mm, bán kính quay đầu xe chỉ 4,2 m. Giúp người lái dễ dàng di chuyển và xoay sở trong điều kiện giao thông chật hẹp hoặc đông đúc. Kiểu dáng năng động cùng sự đa dạng về màu sắc ngoại thất với 11 tùy chọn phối màu thời trang là điểm thu hút để những người trẻ thể hiện phong cách cá nhân. Phiên bản nâng cao được trang bị hệ thống đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED, logo Wuling kèm dải trang trí hai bên dạng LED âm độc đáo khiến bề ngoài của xe ấn tượng hơn. Đáp ứng lý tưởng cho nhu cầu di chuyển trong đô thị, Wuling Hongguang Mini EV có không gian nội thất 4 chỗ ngồi cùng các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn như cụm đồng hồ hiển thị thông số dạng LCD TFT 7 inch, điều hòa 2 chiều, kết nối Bluetooth radio, trợ lực lái điện, cảm biến đổ xe phía sau, camera lùi. Xe còn được trang bị các tính năng an toàn khác như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, giám sát áp suất lốp, khóa cửa tự động khi xe chạy, túi khí ghế lái, đem lại sự an tâm cho khách hàng trên mọi hành trình. Khách hàng của Wuling Hongguang Mini EV sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt hàng đầu thị trường ô tô Việt Nam, gồm pin xe được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, xe được bảo hành 3 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Hiện khách hàng đã có thể đặt cọc mẫu xe này từ ngày 29 tháng 6 năm 2023 với chính sách đặt cọc ưu đãi và linh hoạt. Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ quý 3 năm 2023. Việc ra mắt ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV của TMT Motors sẽ chính thức khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam, góp phần nhỏ bé vào chương trình hành động và chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tại quyết định số 876 QĐ-TTG ngày 22 tháng 7 năm 2022. Wuling Hongguang Mini EV là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi liên doanh giữa General Motors Mỹ và ô tô Thượng Hải, ô tô Quảng Tây, viết tắt là SGMW. Đây là chiếc xe được liên doanh SGMW sản xuất với chất lượng rất ổn định trong nhiều năm qua tại Trung Quốc và các nước ASEAN, và cũng là chiếc ô tô điện cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp 2020, 2021 và 2022. Tại Việt Nam, xe được sản xuất lắp ráp theo chuyển giao công nghệ của các chuyên gia đến từ liên doanh GM Mỹ và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn của GM toàn cầu. Tại nhà máy ô tô điện có công suất ban đầu khoảng 30.000 xe một năm của TMT Motor tại Hưng Yên. Đây là xu hướng tất yếu của các nước trong khu vực và trên toàn cầu. Đồng thời, ô tô điện mini sẽ là xu hướng tích cực để thay thế xe gắn máy hai bánh trong tương lai.